mắt lên đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, đến hôm nay, ngày 31 tháng 1 năm 2020, tức mùng 7 Tết Canh Tý, hầu hết các cơ quan công sở đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Thay mặt ban biên tập kênh thông tin Invest TV, Thu Trang xin được chúc quý vị khán giả một năm làm việc mới thuận lợi và thành công. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, ngày 31 tháng 1 năm 2020, sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Giá bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đang vượt xa Hà Nội. Sẽ tăng vốn cho Vietcombank, Vietinbank và Agribank ngay quý 1 năm 2020. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tại cuộc họp kín của Ủy ban Khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Geneva, Thụy Sĩ vào rạng sáng ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đây là loại virus gây bệnh viêm phổi khởi phát từ Trung Quốc, đã làm 171 người tử vong tại nước này và hơn 8.200 người nhiễm ở 21 quốc gia trên thế giới. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng nhanh chóng tại Trung Quốc và đang có xu hướng lan sang nhiều quốc gia khác. Tình trạng khẩn cấp toàn cầu là công cụ ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh, giám sát, kiểm soát và phản ứng. Trước dịch viêm phổi lạ do virus corona, WHO đã 5 lần ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, lần đầu tiên được ban bố vào tháng 4 năm 2009 khi xảy ra dịch cúm lợn H1N1. Lần thứ 2 vào tháng 5 năm 2014 do bệnh bại liệt. Lần thứ 3 và thứ 5 vào năm 2014 và 2019 trong dịch virus Ebola ở Tây Phi và lần thứ 4 là năm 2016 với dịch bệnh do virus Zika ở châu Mỹ. Theo New York Times, tuyên bố của WHO không mang giá trị về pháp lý, nhưng đây là lời cảnh báo từ cơ quan tư vấn sức khỏe hàng đầu thế giới đến tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về tình hình nghiêm trọng hiện nay. Theo đó, các nước sẽ tự đưa ra quyết định có nên đóng cửa biên giới, hủy chuyến bay, sàng lọc hành khách tại sân bay hoặc thực hiện những biện pháp bảo vệ khác. Thưa quý vị, cũng liên quan đến virus corona, Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp có kho lạnh ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam lưu trữ, bảo quản nông sản chậm xuất khẩu sang Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam về việc ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam trước những diễn biến phức tạp do dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Theo Cục xuất nhập khẩu, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông sản nhập khẩu tại Trung Quốc. Đồng thời, do công tác phòng chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt nên việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng bị hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng của Việt Nam sang Trung Quốc. Trước tình hình này, Cục xuất nhập khẩu đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics thông báo cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc cần bám sát tình hình, trao đổi thường xuyên với đối tác để nắm được những thay đổi phát sinh trong trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh gây ra. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp có kho lạnh, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam lưu giữ, bảo quản nông sản trong khi chờ xuất khẩu sang Trung Quốc, chuyển hướng xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3. Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3 với chiều dài khoảng 3,4 km, bề rộng mặt cắt ngang đường chính 60 m, bao gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp tại hai đường đô thị song hành, giải phân cách giữa, phân cách bên, vỉa hè hai bên. Điểm đầu tuyến tại điểm cuối nhánh rẽ phải từ đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào đường 70 thuộc nút giao Tứ Hiệp nhánh N1A và điểm cuối là nút giao với đường Vành Đai 3. Các hạng mục đầu tư chính bao gồm xây dựng nút giao Bán Hoa Thị Tứ Hiệp, xây dựng đoạn tuyến từ nút giao Tứ Hiệp đến nút Vành Đai 3, xây dựng nút giao với đường Vành Đai 3, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng,
tổ chức giao thông trên tuyến đường chính, các nhánh kết nối và hệ thống đường gom đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Địa điểm thực hiện dự án tại quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.535 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2022. Mục tiêu đầu tư dự án hình thành tuyến đường theo quy hoạch giao thông vận tải đã được phê duyệt, giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực nội thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam, trung tâm thành phố. Thưa quý vị, mới đây tại buổi làm việc với Ngân hàng Quân đội đầu năm mới Canh Tí 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gợi mở hướng tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó có Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và Agribank. Cụ thể, Phó Thủ tướng cho biết trong quý 1 năm 2020, Chính phủ sẽ tăng vốn điều lệ khoảng 10.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank. Còn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, toàn bộ lợi nhuận nộp ngân sách trong năm 2020 sẽ được dùng để tăng vốn điều lệ. Nếu triển khai trong quý 1 năm 2020, nhóm ngân hàng thương mại trên sẽ có điều kiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Hiệp ước Basel II khi mà chuẩn mực này đã chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay, cũng như có thêm điều kiện mở rộng tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, theo dữ liệu trực tuyến của trang bấtđộngsản.com.vn thì giá căn hộ bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã gần bằng giá căn hộ trung cấp ở Hà Nội. Cụ thể, trang bấtđộngsản.com.vn đã tổng hợp dữ liệu nghiên cứu trực tuyến chỉ số giá và tăng trưởng của hai thị trường này trong năm 2019 và so sánh với năm 2018 cho thấy bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước tiến vượt bậc so với Hà Nội cả về mặt bằng giá và tốc độ tăng trưởng. Theo đó, giá căn hộ bình dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên ngưỡng 28 triệu đồng một mét vuông, gần bằng giá căn hộ trung cấp tại Hà Nội. Tăng trưởng giá bán đất nền dự án, nhà phố và biệt thự liền kề tại thành phố Hồ Chí Minh cao gần gấp đôi Hà Nội. Dữ liệu trực tuyến tại bấtđộngsản.com.vn cũng cho thấy tốc độ tăng giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019 là 12%. Đây là mức tăng trưởng khá tốt nếu so với lãi suất gửi ngân hàng là 8% một năm hay chỉ số VN Index là 8%. Có 5 lý do được nêu ra để lý giải việc bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng tốt hơn Hà Nội. Thứ nhất, tốc độ đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội nên nhu cầu nhà ở cao hơn. Thứ hai, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh gắn với sông Hoài thuận tiện di chuyển từ các khu vực, do đó phân khúc bất động sản được phân bố đều, sức mua tốt hơn Hà Nội. Thứ ba là thu nhập bình quân thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn Hà Nội. Thứ tư là thị trường thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tập trung đông đảo chủ đầu tư bất động sản với các dự án có chất lượng tốt hơn Hà Nội. Cuối cùng là mặt bằng giá cho thuê bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội, biên lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản cũng tốt hơn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn dự đoán trong năm tới, khoảng cách giá giữa hai thị trường bất động sản lớn nhất cả nước vẫn khó có thể thu hẹp nếu Hà Nội không có thay đổi lớn về quy hoạch hoặc thu nhập bình quân của người dân. CBRE Việt Nam vừa công bố báo cáo chuyên đề về thị trường căn hộ hạng sang và dự báo giá tài sản phân khúc này sẽ còn nhiều biến động và tăng trưởng theo chiều hướng hạng sang, có nghĩa là không có giới hạn. Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cao cấp CBRE Việt Nam nhận định, trong 10 năm tới, giá nhà hạng sang tại thị trường Việt Nam có thể tăng phi mã và đạt mức 35.000 USD mỗi mét vuông. Đây là phân khúc nhà ở đặc biệt chỉ phục vụ một số ít nhóm đối tượng khách hàng siêu giàu. Chuyên gia này cũng cho biết thêm, theo bảng phân hạng nhà ở căn cứ trên giá bán, giá khởi điểm của phân khúc hạng sang là 4.000 USD mỗi mét vuông. Trên thực tế thì giá bình quân hiện nay vượt ngưỡng 6.000 USD mỗi mét vuông và vùng giá cao nhất ở phân khúc này từng xuất hiện căn hộ hạng sang tiệm cận tới 10.000 đến 15.000 USD mỗi mét vuông từ năm 2017 đến đầu quý 4 năm 2019, tức trong vòng 3 năm gần đây, căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tăng giá lên đến 40%.
Trong biểu đồ phát triển của chu kỳ bất động sản hạng sang khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đang nằm ở chu kỳ tăng giá mạnh. Hiện nay, giới siêu giàu Việt Nam đang tăng nhanh sẽ góp phần mở rộng nguồn cầu ở phân khúc nhà ở hạng sang. Ở nhóm nhà đầu tư ngoại, những khách hàng tiềm năng của phân khúc bất động sản hạng sang là những tỷ phú gốc Á, trong đó các tỷ phú Hàn Quốc mức độ quan tâm cực lớn đến tài sản sang trọng. Điều này đã củng cố thêm vị thế của Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi và đầy tiềm năng ở phân khúc bất động sản hạng sang. Dự báo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, CBRE Việt Nam cho rằng thị trường nhà ở năm Canh Tý có thể tiếp tục thiếu hụt hàng hóa, giá cả leo thang hoặc rẽ sang hướng bùng nổ với giá cạnh tranh. Trong năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm khoảng 30.000 căn hộ với các dự án mới chủ yếu từ các quận ven thành phố. Dự báo về thị trường năm 2020, CBRE Việt Nam cho rằng vấn đề chậm cấp phép tiếp tục tác động lên nguồn cung chào bán. Thị trường kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 30.000 căn hộ với dự án mới chủ yếu từ các quận ven thành phố. Giá sơ cấp dự kiến sẽ tiếp tục tăng so với năm 2019. Phân khúc hạng sang sẽ duy trì tốc độ tăng giá 10% theo năm do khan hiếm nguồn cung. Phân khúc trung cấp và cao cấp sẽ tăng chậm hơn do có thêm nguồn cung mới và năm 2019 đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức tăng giá tại hai phân khúc này dự kiến là 5% theo năm, phân khúc bình dân duy trì mức tăng giá 2% theo năm. Thị trường thứ cấp sẽ hoạt động tích cực hơn do nguồn cung sơ cấp khan hiếm và thị trường đã thiết lập mặt bằng giá mới. Người mua để ở mặc dù khó tìm được sản phẩm trên thị trường sơ cấp nhưng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trên thị trường thứ cấp với các căn hộ có tiến độ xây dựng tốt hoặc chuẩn bị bàn giao. CBRE nhận định 2020 là một năm nhiều thách thức do vấn đề chậm cấp phép vẫn tiếp diễn và tín dụng vào bất động sản tiếp tục thắt chặt. Người mua nhà sẽ khó khăn hơn, không phải vì họ không có đủ tiền mà vì không có nhiều lựa chọn. Đây sẽ là một năm thuận lợi cho những chủ đầu tư có được giấy phép chào bán vì có thể tăng giá bán và do đó tăng lợi nhuận đầu tư. Thưa quý vị, nỗi ám ảnh virus corona tiếp tục tạo áp lực lớn lên bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó tác động tiêu cực đến nhu cầu năng lượng trên thị trường, trong đó có dầu thô và khiến giá xăng dầu hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. Giá xăng dầu hôm nay tính đến đầu giờ sáng đang giao dịch ở ngưỡng. Giá dầu thô sàn NYMEX giao tháng 2 là 52,37 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,59 đô la Mỹ. Giá dầu Brent giao tháng 2 là 58,63 đô la Mỹ một thùng, giảm 77 sen. Giá dầu thô sàn Tokyo giao tháng 2 là 37,190 yên, giảm 1.550 yên so với phiên ngày hôm qua. Giá dầu ngày 31 tháng 1 tiếp tục có xu hướng giảm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang rất hoang mang trước những diễn biến tiêu cực của dịch viêm phổi Vũ Hán. WHO vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đối với sự lây lan của virus corona bên ngoài Trung Quốc, mô tả đây là sự bùng phát chưa có tiền lệ. Ngoài ra, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng mạnh hơn dự đoán trong tuần trước cũng gây áp lực lên giá dầu. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3,5 triệu thùng trong tuần, kết thúc vào ngày 24 tháng 1, cao gấp 7 lần mức dự báo tăng của thị trường. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn sự đồng hành của sàn bất động sản Markland. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!